Rồi Tịnh Biên mình xin kính chào quý ông bà cô bác, xin kính chào quý vị khán giả. Thì Tịnh Biên mình hôm nay trên đường đi khám phá, mình đi cùng với anh Cao Hớn thích lang thang. Thì tình cờ mình phát hiện có một ông chú, ông đang che chạy túp điều tranh và ông sẽ đang làm cái gì bên trong thì mình không thấy. Và mình với anh Cao Hớn mới ghé xe nơi đây, thì mình sẽ đi vào bên trong để tìm hiểu về cái cách sinh hoạt của chú nơi đây và chú sẽ làm gì. Thì Tịnh Biên mình sẽ chia sẻ cận cảnh cho quý bà cô bác xem. Thì Tịnh Biên mình mời quý bà cô bác theo chân mình để đi vào bên trong để tìm hiểu cái cách sinh sống của chú nơi đây. Thì để mình đi vào bên trong tìm hiểu cái ông chú ông làm gì nơi đây quý bà cô bác. À, con chào chú ơi. Dạ, chú đang làm gì vậy chú? Nhà. À, chú đang làm nhà. Đây. Cái này đang lợp lên máy hả chú? Đây con vịn tay cho chú. À, chú làm cái chòi nơi đây quý bà cô bác ơi. Và chú làm cái lá cờ của Việt Nam nữa nè. À, chú bây giờ chú đang lợp tranh thì nơi đây cái chòi của chú cắt. À, chú lợp. Dạ con chào chú. Dạ chào chú ơi. Dạ. À, cái này lá tranh phải không chú? Lá tranh. Dạ ngộ quá. Em chui qua cái tịch. Ô, lần đầu mới thấy là lá tranh lợp như vậy. Giờ là lợp nhà bằng lá tranh. Lần đầu tiên con mới thấy luôn. Con thấy là bằng lá thốt nốt thôi. Nhìn nhìn để lên dòm đẹp quá. Đẹp phải anh? Ồ đẹp quá nè. Lá chanh gì là mình lập dày hả chú? Dạ, lộ ra lần đầu tiên. Vậy là nãy giờ con đứng ngoài lộ là chú, con mới thấy là chú lập xong rồi chú thảy lên đây hả? Ừ. Nè, lá chanh nữa mà con cô bác. Ôi chú ông đi cắt những từng cái cọc chanh này chắc cũng chắc giả lắm ha. Cắt lâu lắm mới được nhiều như vậy nè. Mà muốn làm cắt mà nguyên một cái chòi này chắc lâu dữ lắm hả chú? Làm chú làm nguyên cái chòi này lâu không chú? 3-4 ngày rồi. 3-4 ngày lắm hả chú? Ôi, vừa làm mà vừa đương luôn 3-4 ngày luôn. Vậy là mình để con hướng mình đếm thôi coi tổng số là bao nhiêu cái lá dài như thế này. 1 2 3 4 5 6 7 7 với 7 là ra 14 cái tấm lá. 4 tấm lá chú cắt và lợp khoảng 4-5 ngày. Rồi chú làm như vậy để mà mình xài, chú có làm bán không chú? Bên này không có lá chanh này. Ít lá chanh đó ha. Ừ. À nhưng lá chanh này nhiều thì chú có làm bán không? À, nhiều cắt bán. À nhiều cắt bán ha. Ừ. Trên cái bài hát mà một túp liều chanh hay trái tim vàng đó, vậy là có thiệt rồi. Vậy là mình thấy là chú đã làm cái túp liều chanh này. Cái này gọi là giống là túp liều chanh này hả chú? Nhưng mà có cái hai trái tim vàng không chú? Nhưng mà cái liều này á, là mình thấy là nó không có đơn giản đâu nghe anh. Đây nè, bên ngoài nó có cái lá cờ của Việt Nam nữa. À, cái bản lá cờ Việt Nam. Ông chú ông tạo rất là đẹp. Ồ, cái đúng là một túp liều chanh luôn. À. Bằng tre với những cái cây tạp mà để các chú kết lại thành một cái máy điều chanh. Giờ chú đang cột lên kìa. Cột lên cái thằng lá. Để chút xíu chú cột cái này xong á, chú xuống dưới chú đương một tấm lá mới để quay cho cô bác xem cách chú đương như thế nào. Đúng dạ. Là lần đầu tiên mà em mới thấy đó, anh Tịnh thấy không? Ừ, em cũng mới thấy làm đương cách đương chanh, làm chanh như vậy cũng lần đầu tiên em mới thấy thôi. Nhưng mà ngày xưa là người ta xài chanh này không à, mà nè, bây giờ mình chú có cái biết. Bộ giạc này nè. Ừ. Ờ, đây. Bộ giạc ngồi đây rất là mát mẻ luôn. Ồ, đó, đây rồi. Chắc chú lên đây chú giữ giường hay gì nè, chú có đem cơm theo nấu nữa nè. Để coi thử coi. Ừ, cá gì, cá khô, khô gì cả. Khô, con khô, đã có hù quá. Khô. Rồi ăn với mì gói nữa nè. Dạ chú sống một mình anh ở đây hay gì chú? Dạ. Chú sống một mình anh ở đây hay gì chú? Trời về già. Dạ. Trời về già. Có nhà dưới kia. Ừ, nhà này dưới kia. À, nhà chú dưới kia.
Thì chú lên đây chú giữ vườn chú ha chú. Chú ở đây luôn hả vậy? Sao con thấy chú nấu nướng ăn uống ở đây luôn á? Nấu cơm nấu gì, nước uống luôn. Trời ơi nhà. Dạ. Chú có mấy người con cháu bà xã gì còn không chú? Đâu có. Không có luôn. Ừ. Neo đơn. Vậy là chú sống một mình anh hả chú? Ừ. À chú sống một mình, do đó là chú mới đi ra cánh ruộng này chú làm ở đây ở gì cho nó mát mẻ và thoải mái phải không? Ừ. Rồi đây chú có nước nôi gì để mình nấu ăn không? Nước ruộng. Dạ. Nước ruộng á. Nước ruộng. Trời ơi chú lấy nước ở dưới ruộng này luôn. Ở đây con thấy khô khan không có miếng nước nữa chú. Sao quá à? Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 43. Ôi, chú 43. Sinh năm 43. Không, từ 43. Sinh năm 43 là bảy mấy tuổi rồi. Sinh năm 43 là bảy mấy rồi. Tưởng đâu chú nói chú mà 43 tuổi chứ. Chú là 70 mấy tuổi phải không chú? 78, 9 rồi. À, đúng rồi. Chú rồi. À. Vậy là hàng đêm chú ngủ đây luôn hả chú? Không, tối về nhà ngủ. Tối về nhà. Sao con thấy đồ ăn đủ uống rồi chú? Chút xíu chú có đương thêm một tấm nữa không chú? Dạ. Chút xíu chú có đương thêm tấm nữa không? Đương cho một chút xíu để con biết con quay lại cho bà con cô bác xem về về mái nhà tranh và cách đương nó tranh gắn lên á. Chú có hút thuốc không? Mời chú hút thuốc. Rồi gia đình của chú hiện tại là chú sống một mình neo đơn. Rồi, chú con mời chú điếu thuốc chú. Dạ rồi chú hiện tại thì chú mình làm cái gì để mình có tiền mình ăn uống á chú? Chú làm cái gì á chú? Không làm gì đâu. Chú có vườn tược quê lại không chú? Dạ. Chú có vườn tược quê lại không? Có những cây xài hay những cái công ruộng gì không chú? Cây xài này nè. À chú được nhiêu cái cây xài? Một không có chưa có trái đâu, có trái có già luôn. À. Đã ăn cắp à? Ôi, đã ăn cắp nữa. Ừ. Rồi đất ở đây đất của chú hay sao? À, vậy là chú sống rồi giờ còn có mình ở. Là chú tính che cái trại này lên là rồi để chú ra đây ở luôn hay gì? Có trái ở đây luôn rồi. À. Như vậy là chừng nào xài mà có trái là chú ở đây luôn đặng giữ. Đã ăn cắp hết trơn luôn á. Ta ăn cắp bởi chú che chạy đang giữ mấy trái xài nè. Nói tao lấy bò. Dạ. Kim không hay về dạ. Nhà. Chú hồi nãy chú đi. Nói chuyện hay cứng vậy chắc là chú là người dân tộc hả chú? Dân tộc. Dạ. Chú tên gì chú? Dậu. Dạ. Chú tên gì chú? Ông Quân. 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 Tên dân tộc thì con khó nghe, con khó đọc được. Con không biết gần. Dạ. Tiếng dân tộc mà chào quý vị khán giả đó nói sao chú? Dạ. Tiếng dân tộc đó nói mà chào quý vị khán giả đó nói sao chú? Tôi đâu biết thôi. Chú nói tiếng dân tộc á? Thì dân tộc là ở đây không á. Ừ. Không biết tiếng Việt đâu. Cầm cầm máy em đi. Dạ chú ơi. Dạ. Thì chú hàng ngày là không có làm gì ha? Không có làm gì, không có gì ăn đâu, hết trơn luôn. Tại vì con thì cũng đi lang thang thì cũng gặp một số cô chú thì cũng có hoàn cảnh khó khăn hoặc là neo đơn. Dạ. Thì trước mắt con không biết chú làm như thế nào, nhà ở đâu. Nhưng mà trước mắt con thấy chú cũng lớn tuổi và hơi khó khăn một cái trại như thế này. Con có quỹ của anh chị Diệu Âm ở Mỹ để ủng hộ chút ít cho bà con cô bác. Thì con xin trích ra 500 ngàn con gửi cho chú để chú có tiền để mua đồ ăn, mua nước uống ha chú. Dạ, con xin trao cho chú. Dạ. Được số tiền chút ít này chú cảm thấy sao chú? Dạ. Mừng không? Như vậy. Biết tiếng Việt không đánh đâu cưng quá. Dạ. Biết tiếng Việt cho chút ít. Chút ít cho nên có những cái mình nhớ hỏi thì chú không có biết, không biết được không hiểu, chú chưa hiểu. Dạ chú bỏ trong túi đi.
À, chút xíu con cũng mong chú lợp khoảng vài tấm lá chút xíu á, cho bà con cô bác xem lợp mái và làm mái nhà tranh như thế nào. Thì trước mắt là thấy cái nhà tranh của chú lợp lên một số tấm rồi. Lần đầu tiên con thấy á, đây là những lá chanh khô mà quý bà con cô bác. À, cái đây là đúng là một túp liều chanh hai trái tim vàng, phải có bà vàng. Lão mà ra đây sống chung với chú nữa là hai trái tim vàng luôn đó. Rồi sáng giờ chú ăn cơm ăn nước gì chưa? Dạ chưa. Ôi tới giờ này mà chú chưa ăn cơm nữa mà còn lo ngồi đương mà làm cái túp liều chanh hoài. Chưa nấu kim là chanh. Đây đúng là cái mái nhà chanh luôn đúng là con cô bác. Dưới một cái góc thì sáng nào đói đó nấu cơm. Chừng nào đói chú mới nấu ha. Còn đây là cây chổi chắc cũng rất là hay. Chú tận dụng những cái cây cỏ ven đường. Rồi cây chổi nè. Chú kết lại đương lại là thành một cái cây chổi như thế này. Cây chổi quét nhà. Rất là độc lạ. Đúng. Đó. Kiểu này là ngoài chợ là người ta khó mà bán buôn gì được. Nhìn thứ này. Những cái chổi đã. Chú quét sạch bóng nè. Đặc biệt là chú có treo lá cờ ở đây. Thì nơi đây mình thấy chú mới nhóm lửa lên đây quyến bà cô bác để chú sẽ cho lửa nó cháy để chú nấu cơm. Thì cũng trưa lắm rồi, giờ này cũng 12 giờ 1 giờ gì quyến bà cô bác. Giờ này chú mới có nhóm lửa lên đây. Chú chuẩn bị nấu cơm. Chú nhúm vậy rồi tới chừng nào mới nấu lần chú? Rồi nấu cơm ăn. À. Rồi chút xíu ăn không hết. Ừ, chút xíu mà ăn không hết nữa. Rồi ăn không hết, hai lần không hết. Ui. Giờ này con thấy chưa dữ lắm rồi đó mà giờ này mà chú còn chưa nấu nữa. Thì một lần nữa mình quay lại cái chú lợp chanh nơi đây cho quý bà cô bác xem. Đây là những cái lá chanh mà chú chặt về để lợp vô. Thì đối với tỉnh biên mình thì mình thấy ngộ ngộ mà lần đầu tiên mình thấy. Còn đối về quý vị khán giả mà gần xa đó thì đối về cái chanh này thì rất là nhiều người sử dụng quá. Thì quý bà cô bác nào cũng đã sử dụng và cũng đã từng xem qua thì cũng thông cảm cho tỉnh biên mình ha, tại vì mình thấy ngộ ngộ lần đầu thôi cho nên mình mới quay và chia sẻ cho quý bà cô bác xem. Thì tỉnh biên mình cảm ơn quý bà cô bác rất là nhiều cũng đã bỏ thời gian theo dõi kênh của tỉnh biên mình. Thì chút xíu nữa để mình quay cái hình thức mà ông chú sẽ lập từng ý gì thắt đương hay là cái gì đó, cái tấm chanh này nè, để tạo thành cái tấm lá. Dạ, cho chú. Thì chút xíu nữa mình sẽ quay và chia sẻ cận cảnh cho quý bà cô bác xem tiếp. Rồi thì bây giờ ông chú đã đi ra dạ, để đương cho bà con cô bác xem về cái hình thức mà đương cái máy là nha. Cái tấm lá chanh. Tấm lá chanh. Còn đây là căn nhà chanh hai trái tim vàng. Chú thì sống neo đơn có mình ơn. Ở đây mát quá ha anh, mát mẻ quá, mát quá mát rồi chú ơi. Một lần vậy mình lấy mấy tấm chú? Dạ. Mấy tấm lá? Nhiều. Mấy cọng này nè, một lần mấy cọng này? À, chắc cả chục. Thấy cứ... chú lấy rồi. À, cỡ nhiêu rồi ha? Ừ. Nhiêu đó, cả dạ. Chục cọng. Cột bên này nè. Cột trước một cái. À, mình cột ở giữa một cái. À, cột lại. Cả chục tấm lá cột ở giữa. À, rồi để nhánh tre vô. Để cái đó vô. Ô, có cái cây tre chịu lực. Cái cây đó chịu lại nữa hả chú? Ừ. À, rồi bẻ cốp. À, bẻ cốp cái đó lại. À, cực.
Rồi, lấy tiếp cái nhóm thứ hai, nhóm đá thứ hai. Nhóm đá thứ hai, dạ, quấn cái dòng chiều đó kìa. Quấn một tua dòng chiều đó kìa. Rồi bẻ cớp ở cái... Này không có cột. Không có cột, chỉ dòng qua đó à. Thắt cúc đi tới luôn. Thắt cúc đi tới luôn. Nhưng mà mình phải siết chặt cái đó phải không chú? Kìa đó. Cái nhóm lá thứ ba. Đó. Quấn qua một tua rồi mới bẻ cớp nữa, tăng lá xuống. Rồi, đó, đưa qua đó. Ôi, rất là đẹp. Chú vậy là chú đường cũng mau quá anh Thịnh. Mau chú làm. Chưa chân là mới chừng phút một là chú đã làm bốn cái nhóm lá như vậy. Đó. Vậy là cái này mình coi mình học hỏi mình làm cho được ha. Được. Cũng không có khó. Nhưng nhặt cái đi cắt lá chanh này cực nè. Cực. Cắt lá chanh này nó bị xước tay ra chảy máu không chú? Dạ. Xước tay chảy máu không? Nó bén không? Máu á. Máu luôn? Ừ. Ôi, tại cái này nó có cái độ nhám nè. Ừ. Nè, vì là nó độ nhám à. Vậy là mình biết à. Vậy là cái này mình biết cách đương à. Còn cái lá nhà dường như là dùng cái lẹm, người ta lẹm... phải không, bẻ cớp để lẹm. Em cũng chưa từng thấy đó, có câu rồi, lá nhà dường như ta bẻ cớp để lẹm, còn cái này là lấy dây để đương. Lấy dây đương mà cách này cũng dễ. Dễ. Anh Dũng làm cái này thì nó nhỏ là chanh nó đứt. Dạ. Là nhà lớn nó đứt luôn, không có lá chanh. Nhà lớn thì chú nói không có lá chanh nhiều để mà làm, chứ nếu mà có nhiều làm lá chanh này là nó đẹp hơn lá kia dữ lắm. Mát nhưng mà nó lá chanh là cái nhà nhỏ thôi. Nó không có dột nữa, nó lâu dột hơn cái lá kia. Một căn nhà nhỏ hai trái tim vàng là căn nhà chanh như thế này kìa, nhìn rất là đẹp luôn quý bà con cô bác. Chú đương rất là đều, được 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm, 4 tấm, 5 tấm. Hết cái nhà này mình đếm là ra 14 tấm như thế này. Cái chiều dài của nó là khoảng 2m, 2m1, 2m2. Một căn nhà này chú đương lên và ở rất là mát luôn. Rồi chú đường mới đây là được nhiêu rồi kìa. Mới đây một phát rồi, 10 phân rồi. Thấy cũng mau hả anh? Mau. Dạ, vậy thôi cũng chưa nắng rồi. Mấy con xem chú đường bao nhiêu cũng là quá im rồi. Cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Con thì cũng có quỹ của Mạnh Thường Quân mới vừa gửi cho chú đó, rồi chút ít để cho chú có thêm tiền để xây sở. Dạ. Con xin chúc chú qua năm mới được an khang thịnh vượng, bình an trong cuộc sống nha chú. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nghe chú. Cảm ơn chú đã chia sẻ những thông tin tới quý bà cô bác về cái sự sống của chú nơi đây, phải làm sao chắc rõ như ra sao. Thì bây giờ tỉnh biên mình cũng đã chia sẻ cho quý bà cô bác xem về hình thức nơi đây của chú làm. Thì bây giờ tỉnh biên mình xin dừng video ở đây, thì hẹn quý bà cô bác lại trong cái video tiếp theo. Thì tỉnh biên mình thì sẽ khám phá, tìm hiểu nơi linh thiêng cho quý bà cô bác xem. Thì tỉnh biên mình hẹn quý bà cô bác lại trong cái video tiếp theo. Cảm ơn cô bác rất là nhiều đã bỏ thời gian theo dõi kênh của tỉnh biên Vlog mình.